kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đạp nhau trước đại hội, Nguyễn Đức Chung rơi xuống hố sâu. Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây cho hay ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang bị khởi tố, tạm giam và đình chỉ sinh hoạt đảng, đã bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị này được đưa ra trong kỳ họp 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 năm 2020 diễn ra ngay tại Hà Nội. Dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cũng tại Ủy ban Kiểm tra này, rất nhiều quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam cấp cao đã bị tống vào tù vì những cáo buộc và điều tra như vậy. Đây là hình ảnh kỳ họp 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin tại kỳ họp lần này, sau khi xem xét các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân khác. Căn cứ theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên của mình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng Cộng sản. Trước đó, vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, cùng Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, theo khoản 3 điều 337 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cùng tội danh, ông tài xế xe riêng của ông Nguyễn Đức Chung là ông Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng văn thư, thư ký biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cũng bị truy tố theo khoản 1 khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Ngoài vụ án này, ông Trung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân Hà Nội và các đơn vị liên quan. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vào hôm 30 tháng 11 năm 2020 cũng đã quyết định ngày 11 tháng 12 tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường do ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cầm đầu theo hình thức xét xử kín. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung thứ hai phải qua trong lễ nhận quyết định thăng hàm lên thiếu tướng vào tháng 7 năm 2013. Ông Nguyễn Đức Chung là thiếu tướng trẻ nhất trong ngành công an thời điểm được phong hàm khi mới 46 tuổi. Quyết định của Tòa án Hà Nội được đưa ra chưa đầy một tuần kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp với nội dung hối thúc điều tra và xét xử sơ thẩm các vụ án lớn và các vụ án được dư luận và quần chúng quan tâm. Tòa án cũng không giải thích vì sao phiên xét xử kín, tuy nhiên theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 ở Điều 25 quy định như sau. Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt, cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư, theo yêu cầu chính đáng của đương sự, thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Trong phiên tòa xét xử kín, chỉ có hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa, bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng do hội đồng xét xử triệu tập nếu xét thấy cần thiết. Còn lại, không một ai khác được ở lại phòng xét xử để theo dõi diễn biến tại tòa, kể cả nhà báo hay người thân của bị cáo. Và phần tuyên án công khai này sẽ chỉ nêu tên họ các bị cáo, tội danh bị kết án và mức hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo mà thôi. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương đã cho đài tiếng nói FA tại Mỹ biết, ông được biết ông Nguyễn Đức Chung là người cũng có trí và có tài. Đây là hình ảnh vào tối ngày 28 tháng 8 năm 2020,
lực lượng chức năng đã xuất hiện tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung để thực hiện lệnh khám xét. Nhưng dưới chế độ hiện nay thì ông Nguyễn Đức Chung lại không đem được cái tài của mình để làm việc cho tử tế, bởi chế độ này luôn luôn thúc đẩy người ta đi tìm quyền lực, rồi dùng quyền lực ấy để kiếm trác, làm giàu cho bản thân. Ông Chung là một trong những điển hình xấu xa của Cộng sản trong cái đảng Cộng sản này. Còn nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội thì bình luận với đài BBC tại London như sau. Thời gian qua, nhiều tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, bao gồm nhiều tướng lĩnh được vinh danh anh hùng lực lượng vũ trang, cùng nhiều quan chức cấp ngành này bị truy tố và phạt tù. Người thì phạm tội tham nhũng, người phạm tội chiếm đoạt bí mật quốc gia, người thì bảo kê cho băng nhóm xã hội đen, bảo kê đường dây đánh bạc, vân vân. Đó là thực trạng đau xót, là mất đi sức mạnh và tính liêm chính của lực lượng được ví như thanh kiếm và lá chắn, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Ông nói tiếp, tôi cho rằng khi tội phạm lan rộng đến lực lượng này, thì đó là mối hiểm họa từ chính nội bộ của một thể chế chính trị mà ra. Còn ông Nguyễn Hữu Vinh, cựu thiếu tá an ninh, từng nhiều năm làm việc trong ngành công an ở Việt Nam thì bình luận như sau. Việc nhiều sĩ quan cao cấp thuộc ngành công an Việt Nam bị xử lý dưới nhiều hình thức trong thời gian vừa qua. Trước hết, đó là hậu quả của việc họ có quyền lực quá lớn trong một hệ thống được trao quyền lực quá nhiều. Đây là hình ảnh danh sách 20 tướng lĩnh thời bình bị kỷ luật, bị bắt trong các năm trở lại đây. Trong khi ngược lại, từ năng lực chuyên môn cho tới đời sống văn hóa tinh thần, nền tảng đạo đức thì họ lại thiếu, ít được trau dồi, rèn rũa hoặc chỉ được giáo dục theo những cách nặng tính hình thức. Thực trạng đó được thể hiện sống trong cộng đồng này, người dân đều biết, nhưng báo chí hầu như không hoặc là được hay không dám đả động tới điều đó. Luật sư về nhân quyền Lê Quốc Quân thì bình luận tiếp như sau. Theo tôi thì tội phạm tham nhũng ở Việt Nam là rất lớn. Bất kể ngành nào, cấp nào trong ngành công an thì càng lớn vì họ sống cùng tội phạm, sống với tội phạm và giải quyết các vấn đề của tội phạm. Cho nên rất nhiều người đã nhúng chàm bất kể to hay nhỏ. Trong thời gian gần đây có chiến dịch đốt lò và có vẻ như Trung ương làm mạnh về tội phạm tham nhũng. Cho nên nhiều sĩ quan cấp cao của ngành công an và các gốc đến từ ngành này bị xử lý kỷ luật là đương nhiên. Điều cần rút ra ở đây là cơ chế kiểm soát quyền lực và phải minh bạch hóa và pháp luật phải nghiêm minh với tất cả mọi người. Đối với quan chức chế độ này thì với tình hình và bản chất chế độ, thể chế hiện nay thì cứ đánh đâu là chúng đó thôi, không riêng ngành nào cả. Tuy nhiên, trong cộng đồng mạng cũng lan truyền những thuyết âm mưu cho rằng ông Nguyễn Đức Chung bị thanh trừng ngay trước Đại hội Đảng 13 là do mâu thuẫn lợi ích nhóm. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung xuất hiện cùng nhau trong một chương trình biểu diễn nhạc kèn của đoàn nghi lễ Bộ Công an tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Nhà quan sát Phạm Nhật Bình thì phân tích như sau. Theo cáo trạng của Công an điều tra, ông Chung gặp và được Phạm Quang Dũng đồng ý hợp tác bằng cách ông Dũng đột nhập vào văn phòng lãnh đạo C03 để ăn cắp tài liệu mật của vụ án. Qua Viber, Dũng đã chuyển cho Nguyễn Đức Chung 3 lần, bao gồm 12 tài liệu của vụ án Nhật Cường. Sau đó, cũng qua Viber, Chung chuyển cho thư ký của mình là Nguyễn Anh Ngọc 3 tài liệu và yêu cầu Ngọc chỉnh sửa, bỏ những chữ ký và tiêu đề trong những tài liệu này. Tất cả được Ngọc in ra và đưa cho tài xế Nguyễn Hoàng Trung để giao lại cho Nguyễn Đức Chung. Trong chuỗi đánh cắp và tàng trữ tài liệu được cho là mật này, có một chi tiết đặc biệt không ai ngờ tới. Theo cáo trạng, ông Phạm Quang Dũng đã tự thú trong cuộc điều tra của cơ quan C03 là Nguyễn Đức Chung có nhờ Dũng cung cấp tài liệu mật và C03 đã tiếp tục cho Dũng làm chuyện này. Nói cách khác, C03 đã tương kế tiểu kế dùng Dũng để cài ngược lại để bắt tội Nguyễn Đức Chung. Trong nghề tình báo, cài ngược lại là nghiệp vụ thông thường nhưng ông Chung lại dính mới lạ. Được biết, vụ cài ngược này xảy ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, tức là gần một tháng sau Hội nghị Trung ương 12. Hội nghị này họp vào đầu tháng 5 năm 2020 để chọn những ai của khóa 12 được ở lại Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời bầu chọn thử ai xứng đáng vào Bộ Chính trị khóa mới. Trong Hội nghị Trung ương 12 này, vị trí của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sáng như mặt trăng rằm. Ông Chung không những được chọn vào Trung ương khóa 13
mà còn nằm trong danh sách dự kiến của Bộ Chính trị khóa mới. Rõ ràng, ngôi sao Nguyễn Đức Chung sáng hơn 4 ngôi sao của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nếu con đường thăng tiến của ông Chung tiếp tục lên cao như vậy, nhiều phần ông Chung sẽ nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Tô Lâm hoặc là trưởng ban nội chính sau Đại hội Đảng lần thứ 13. Như thế, rõ ràng ông Chung trực tiếp trở thành kẻ thù của phe nhóm Tô Lâm và ông Nguyễn Đức Chung là người đầu tiên cần phải bị triệt hạ trước khi Đại hội 13 diễn ra. Không ai khác hơn, chính Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã vẽ ra trận đồ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước để đưa Chung vào tù, vĩnh viễn cắt đứt sinh mạng chính trị của Chung. Bản thân ông Chung cũng là một sĩ quan công an mang cấp tướng nhưng non tay ấn hơn so với đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm và cũng vì quá tự tin vào ngôi sao chiếu mệnh của mình. Nói khác đi, công an với công an giết nhau bằng tài liệu mật mà mật hay không cũng do chính công an chế tạo ra để triệt hạ lẫn nhau trong ván cờ quyền lực, chứ nào ai biết được. Đó cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến việc phải xử kín vụ án Nguyễn Đức Chung. Facebooker Mai Trúc Trần nhận định, bởi lẽ nếu không xử kín thì toàn bộ bí mật nhà nước sẽ bị bại lộ hết. Đảng ta suy nghĩ thấu đáo, tài tình, sáng suốt trong mọi quyết định liên quan đến quyền lợi của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đạp nhau trước đại hội, Nguyễn Đức Chung rơi xuống hố sâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.